chiếu quanh may mắn cho buổi thuyết trình. Tôi cố chăm sóc chồng chu đáo vì anh ấy luôn vất vả cho tương lai của gia đình. Anh khỏe không? Nóng quá, người anh có mùi mồ hôi rồi. Còn sớm mà, sao vậy kìa? Mai ơi, mình là linh cảm người vợ trong bạn. Anh ấy đã tiếp xúc với vi trùng gây mùi hôi cơ thể. Xà bông thơm bạn đã chọn không thể bảo vệ được anh ấy khỏi vi trùng lâu dài. Xếp ra diệt hơn 90% vi trùng và bảo vệ bạn khỏi vi trùng lâu dài. Wow, vẫn còn thơm. Nhờ em đó. Nhờ xếp ra. Chọn xếp ra vì sức khỏe cả gia đình.